Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 25, bài cuối cùng của mẫu N5, đúng không? Bài 25 thì chúng ta sẽ học về vetara, mẫu câu thể động từ chia về thể từ thông thường của quá khứ cộng với ra và vế 2 thì nó có nghĩa là nếu hoặc thì, nó là giả định, giả dụ, đúng không? Trước tiên chúng ta sẽ vào cái cấu trúc đầu tiên. Thì các bạn nhìn vào cái cấu trúc của sinh xe nhé. Động từ, chúng ta có động từ này chia về thể thông thường của quá khứ cộng với ra và tính từ đuôi y, tính từ đuôi na, thì chúng ta bỏ y, bỏ na, đúng không? Chia về thể thông thường của quá khứ thì những cái này nó mất đi. Thì tuy nhiên thì sinh xe cũng gạch đi cho các bạn dễ hiểu. Thể thông thường của quá khứ cộng với ra, và danh từ cũng vậy, danh từ đều thể thông thường quá khứ cộng với ra thì nó có nghĩa là nếu thì. Thì cấu trúc này được sử dụng nhiều trong văn nói hơn so với tố và rề bà. Thì sau này các bạn lên bài trên nữa, chúng ta được học tố với rề bà thì sẽ giải thích sâu hơn về tố với rề bà. Còn ở bài hôm nay thì chúng ta học về tara, thì cái mẫu tara này nó đều có ý nghĩa là giả định, giả dụ. Thế nhưng mà cái tara là nó được dùng rộng rãi nhất, nó dễ dùng nhất, dễ nói nhất, không lo sai bằng cái tố và rề bà. Tố và cái rề bà thì lên bài trên chúng ta được học, thì nó chỉ dùng trong một số trường hợp, không phải là với trường hợp nào nó cũng dùng được. Thì cái mẫu câu này được sử dụng nhiều trong văn nói hơn so với tố và rề bà. Chúng ta đưa động từ này, chúng ta đưa động từ, tính từ, danh từ về quá khứ để tạo thành câu điều kiện. Người nói muốn bày tỏ lập trường, ý kiến, yêu cầu, lời mời, vân vân và vân vân của mình trong điều kiện đó. Thứ hai là nếu vế 1 thực hiện thì vế 2 cũng được thực hiện, hoặc có thể diễn đạt thói quen của một cá nhân. Đấy là giải thích về cái cấu trúc mà tara mà hôm nay chúng ta học. Để đi vào cái chúng ta có vào ví dụ thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ như trên màn hình của sensei có cái ví dụ mẫu câu như thế này. Watashi no uchi wa chisai desu. Oki uchi ga hoshii desu, đúng không? Thì cái câu này của sensei dịch ra là gì nhỉ? Nhà của tôi thì nhỏ và tôi muốn có cái ngôi nhà to. Tiếp câu tiếp theo là okane ga takusan arimasu. Uki uchi o kaimasu. Tôi có nhiều tiền, tôi mua nhà, đúng không? Tôi có nhiều tiền nên tôi mua nhà. Tất cả những hai cái câu này thì sensei sẽ trích dẫn xuống một cái câu mà của bài hôm nay chúng ta được học. Đó là cái động từ arimasu này sensei sẽ chuyển thành attara. Atta cộng với ra là nếu hoặc là thì, đúng không? Vế trước là nếu, vế sau sẽ là thì, đúng không? Thì okane ga takusan attara uki uchi o kaimasu. Cái vế đằng trước có nghĩa là nếu mà có nhiều tiền thì tôi sẽ mua cái nhà to, đúng không? Thì cái vế đằng trước này nó phải có trước, nó phải nếu có cái hành động, cái câu đằng trước trước, sau đó thì cái vế sau này nó mới thực hiện được. Chưa? Sang tiếp câu thứ hai. Asta wa jasumi desu, churi ni ikitai desu. Chữ này là asta jasumi. Chưa? Asta wa jasumi desu, churi ni ikitai desu. Nghĩa là ngày mai là ngày nghỉ, ngày mai là nghỉ, đúng không? Tôi muốn đi câu cá. Câu tiếp theo. Ame ga furimasen, churi ni ikimasu. Không mưa, tôi đi câu cá. Thì bây giờ chúng ta lại chuyển cái câu là nếu mà ngày mai, đúng không? Nếu ngày mai không mưa, tôi sẽ đi câu cá. Thì cái từ furimasen này mình phải chuyển nó về thành thể thông thường. Đó, thể thông thường của furimasen thì sẽ là furanai. Furanai thì chúng ta lại chuyển tiếp là về gì nhỉ? Quá khứ của thông thường. Quá khứ của thông thường sẽ là gì nhỉ? Furana. Furanai bỏ y sẽ thành furana katara.
Asita ame ga furanakattara suri ni ikimasu. Nghĩa là nếu ngày mai không mưa thì tôi đi câu cá. Thì cả cái câu trên này đúng không, trích dẫn bằng một cái câu như thế này. Chúng ta chuyển thành một cái câu như thế này để chúng ta nói giả dụ, điều kiện, giả định đúng không? Tiếp ví dụ thứ ba, Osake o nondara đúng không? Osake o nondara kuruma o unten shite wa ikemasen. Câu thứ ba này có nghĩa là nếu mà bạn uống rượu đúng không? Osake là rượu. Nếu mà bạn uống rượu vào ấy, thì không được lái ô tô. Unten shite wa ikemasen, không được phép lái ô tô. Thì câu tiếp theo của sensei là nó lại đổi ngược lại là gì nhỉ? Osake o nomanakattara đúng không? Nomanakattara kuruma o unten shite mo ii desu. Nghĩa là nếu mà bạn không uống rượu đúng không? Câu trên là nếu uống rượu, còn câu ở dưới chia về thể không uống là nomanai. Nomanai thì chúng ta chia về quá khứ thì phải bỏ i đi đúng không? Bỏ i chuyển thành kattara. Nomanakattara kuruma o unten shite mo ii desu. Nếu mà bạn không uống rượu thì có thể được phép lái ô tô. Đó là cái trích dẫn của đi vào câu để chúng ta biết cách sử dụng câu, nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi tiếp theo đến chúng ta sẽ dịch cái đầu câu này nha. Nani nani nattara do narimasu ka đúng không? Nếu cái vế trước này, nếu cái gì đó đúng không thì trở nên như thế nào? Natara là cái chữ gì chúng ta chuyển được thành natara nhỉ? Narimat đúng không? Narimat thì chữ ri chuyển thành thể ta sẽ là natta, cộng với ra sẽ là natara. Nếu mà trở nên như thế nào đó, nếu cái gì đó trở nên thì đằng sau này như thế nào đúng không? Rồi các bạn lại nhìn vào cái bức hình này cho sensei. Chúng ta lại có cái bức hình là bốn mùa: Huyu này, Haru, Nasu và Aki. Huyu là mùa đông, Haru là mùa xuân, Natsu là mùa hè và Aki là mùa thu đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại phải phân biệt được là cái Fuyu này, Haru này, Natsu và Aki này nó là danh từ hay tính từ hay là động từ để chúng ta lắp ghép vào đây đúng không? Thì như cái mẫu câu lúc nãy chúng ta được học đúng không? Fuyu nó là danh từ đúng không? Danh từ thì chúng ta cho vào đây. Thì chúng ta khi mà đi với narimasu thì danh từ, các bạn lại phải lục lại cái bài 19 mà chúng ta được học rồi đúng không? Danh từ mà đi với narimasu thì chúng ta lại danh từ thì phải có trợ từ là ni này, tính từ đuôi na là đi với ni cộng với narimasu, tính từ đuôi y thì lại phải chuyển thành gì nhỉ? Bỏ gì nhỉ? Bỏ y thêm cự narimasu đúng không? Trở nên như thế nào đó. Thì đây là danh từ, huyu là danh từ mùa đông, thì sensei sẽ cho nó vào đây sẽ là huyu ni nattara do narimasu ka, chưa? Thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ lấy với những cái danh từ tiếp theo đến mùa thu, mùa hè và mùa xuân đúng không? Thì huyu ni nattara do narimasu ka, nếu mà sang gì nhỉ, sang đông thì lại trở nên như nào? Thì chúng ta sang đông thì trời trở nên gì nhỉ? Lạnh đúng không? Lạnh sẽ là samu cự narimasu. Rồi tiếp đến là nếu sang xuân thì thế nào nhỉ? Haru ni nattara đúng không? Haru ni nattara do narimasu ka, thì trở nên gì nhỉ? Ấm áp đúng không? Ấm áp sẽ là atataka cự narimasu nhá. Tiếp tục như vậy thì các bạn cũng lấy sang mùa hè và mùa thu cho sensei nha. Ta chuyển sang cái tiếp theo. Nani nani nattara nani o shimasu ka? Nếu mà trở nên như thế nào đó thì bạn làm gì? Thì sensei có cái bức hình là gì nhỉ? Mùa gì đây? Fuyu là mùa đông đúng không? Nếu mà sang đông thì bạn sẽ làm gì? Chưa? Fuyu ni nattara nani o shimasu ka? Nếu mùa đông sang bạn làm gì? Bạn đi làm gì? Bạn đi trượt tuyết đúng không? Trượt, đây là trượt tuyết thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Suki o shi ni ikitai desu. Tôi muốn đi trượt tuyết.
cứ muốn đi trượt tuyết nha. Đấy, sensei sẽ lấy một cái ví dụ demo như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái hình tiếp theo. Im ạ. Im ạ là bây giờ đúng không? Bây giờ. Bây giờ là gì nhỉ? Chúng ta chưa kết hôn mà đến sang năm 30 tuổi chúng ta mới gì? Kết hôn này, chúng ta sẽ có mấy bức tranh. Rồi đến 35 tuổi thì chúng ta sẽ có con. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói là tada. Chúng ta sẽ lấy ví dụ là đến năm 30 tuổi. Nếu mà 30 tuổi thì tôi kết hôn thì chúng ta sẽ nói như thế nào? 30 tuổi sẽ là sanjip sai đúng không? Sanjip sai ni nattara đúng không? Sanjip sai ni nattara kết hôn shimasu. Nếu 30 tuổi tôi kết hôn, chưa? Thế là giả định, giả dụ là năm 30 tuổi, tôi dự định là năm 30 tuổi thì tôi mới kết hôn. Còn bây giờ là chưa kết hôn đúng không? Tiếp theo các bạn nhìn vào cái bức hình cho sensei, bạn này có tiền đúng không? Có tiền, nếu có tiền thì chúng ta sẽ làm gì? À, nếu có tiền thì tôi sẽ gì? Mua tô đúng không? Okane ga chấm chấm. Sensei sẽ được câu là okane ga attara kuruma o kaimasu, có nghĩa là nếu có tiền tôi sẽ mua tô. Nếu có tiền tôi mua ô tô nha. Rồi chuyển tiếp, chúng ta sang cái slide tiếp. Toshio Torimasu. Các bạn học ở trong bài từ vựng chúng ta có từ Toshio Torimasu là gì rồi? À, là thêm tuổi đúng không? Thêm tuổi thì làm sao? Thêm tuổi thì chúng ta có cái bức tranh tiếp theo là người ta làm việc như này đúng không? Thì hai người này bây giờ là có tuổi rồi. Tuổi này là chúng ta nói về tuổi già ấy. Chúng ta về già, chưa? Nếu mà thêm tuổi thì một là các bạn làm, nếu mà thêm tuổi thì chỉ có nếu mà thêm tuổi thì tôi muốn làm việc hoặc là tôi muốn nghỉ hưu đúng không? Như câu của sensei sẽ là nếu mà thêm tuổi đúng không? Toshio tottara mada shigoto shitai desu. Nếu mà có tuổi tôi vẫn muốn làm việc nha. Tôi vẫn muốn làm việc, nhìn thấy mọi người làm việc này, tôi vẫn muốn làm việc. Nếu có tuổi tôi vẫn muốn làm việc. Câu tiếp theo chúng ta lại có ví dụ tiếp theo là Nichiyobi ame desu. Ngày chủ nhật thì là mưa. Mưa thì bạn làm gì? À, bạn ở nhà nghe nhạc đây đúng không? Thì sensei sẽ được câu là nhà là gì? Nhà là uchi. Nghe nhạc là ongaku. Và gì nhỉ? Nghe là kikimasu. Sensei sẽ ghép vào câu là Nichiyobi ame dattara. Nếu mà chủ nhật nếu mà mưa thì tôi ở nhà nghe nhạc là uchi de ongaku o kikimasu. Giờ tôi nghe nhạc ở nhà. Ngày chủ nhật nếu mà mưa tôi nghe nhạc ở nhà. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta lại có Nichiyobi tenki ga ii desu. Tenki ga ii desu nghĩa là gì nhỉ? Chủ nhật thời tiết gì? Đẹp. Chủ nhật thời tiết đẹp thì bạn làm gì? Bạn làm gì nào? À, mà đi câu cá đúng không? Câu cá là gì? Churi là câu cá. Rồi thì sensei sẽ được câu là ghép cả cái câu này vào sẽ là Nichiyobi tenki ga yokattara đúng không? Nếu chủ nhật này nếu thời tiết đẹp, churi ni ikitai desu. Tôi muốn đi câu cá. Rồi ok, chúng ta chuyển tiếp. Chủ nhật nếu thời tiết đẹp tôi đi câu cá. Kaigi no toki nemui. À, thì kaigi là gì các? Có bạn nào biết từ kaigi này là gì không? Kaigi là cuộc họp. No toki. Toki là khi. Hoặc là lúc họp, đúng không? Lúc họp mà nemui là buồn ngủ. Buồn ngủ thì làm gì? À, buồn ngủ thì chúng ta uống gì đây nhỉ? Bạn làm gì? Uống cà phê. À, nemui thì bạn uống cà phê. Thế bây giờ chúng ta lại chuyển cái câu này, nếu mà trong cuộc họp lúc họp bạn buồn ngủ thì làm thế nào? Sensei sẽ được câu là kaigi no toki nemu kattara doshimasu ka? Lúc họp nếu buồn ngủ bạn làm thế nào đúng không? Sensei sẽ được câu là kohiyo nomimasu. Kohiyo nomimasu là tôi uống cà phê đúng không?
Tiếp sang trên trên sẽ có cái mẫu câu là mô si, được sử dụng trong mẫu câu tà la, bao gồm ý nhấn mạnh giả thuyết của người nói. Nhấn mạnh chúng ta nghe là cái câu trước chúng ta là tà la, là nếu rồi đúng không? Thì mẫu câu này chúng ta sẽ cho thêm mô si, nó đứng ở đầu câu để nó nhấn mạnh cái giả thuyết của người nói lên. Chưa? Thì cái câu này là bạn là này nói là gì nhỉ? Chúng ta có cái hình xe, hình tàu xe đây đúng không? Dấu x này có nghĩa là không phải là không có mà không bị hỏng hay là không được nói, mà có nghĩa là cái xe này nó gì nhỉ? Nó không tới đúng không? Bạn đang gãy đầu ở cái xe này mãi không tới đúng không? Xe mà không tới thì chúng ta phải làm thế nào? Chẳng hạn như vậy đúng không? Thì sensei sẽ được câu là mô si đúng không? Tara do shimasu ka? Cái gì tara? Mô si cái gì mà cho vào đây? Chúng ta cho cái gì vào đây? Tara do shimasu ka? Ờ, nếu mà cái xe, cái tàu này nó không đến thì bạn làm thế nào đúng không? Sensei sẽ được là đêm xạ gá konakat tara, chưa? Cái xe mà nó không tới thì chúng ta sẽ nói là đêm xạ gá nhé. Nó là chủ ngữ đúng không? Đen xả gá onakat tara do shimasu ka? Nếu cái tàu điện nó không tới bạn làm thế nào đúng không? À, kuruma ni norimasu. À, bạn ấy trả lời là kuruma ni norimasu có nghĩa là gì? Tôi gì lên gì nhỉ? Lên kuruma là gì? Lên ô tô đúng không? Tôi đi bằng ô tô đấy. Tôi lên ô tô hoặc tôi đi bằng ô tô đều được nha. Tôi lên xe ô tô, tôi về hoặc tôi đi. Chưa? Ok, ta sang tiếp. Moshi tara do shimasu ka? Rồi, hình này là gì nhỉ? À, bạn ấy đau đầu đúng không? Hình đau đầu. Bạn làm thế nào moshi? Nếu mà đau đầu đúng không? Nếu mà đau đầu thì bạn làm nào? Chúng ta sẽ được câu là atama ga ita katara đúng không? Atama là đầu, itai. Itai là đau đúng không? Đau đầu thì chúng ta sẽ bỏ i đi, thêm về quá khứ sẽ là ita katara do shimasu ka? Chà. Ita katara do shimasu ka? Nếu bị đau đầu bạn làm thế nào? Đúng không? Thì bạn làm sao đây? À, bạn bị uống thuốc. Chưa, chúng ta sẽ nói là uống thuốc. Kusuri o nomimasu. Tôi uống thuốc. Rồi. Ta tiếp sang cái slide tiếp theo. Moshi chấm chấm tara do shimasu ka? Hình ảnh này là bạn này làm sao đây nhỉ? Bị rơi tiền à? Hay là hết tiền? Đúng không? Chúng ta xem nào. Hình ảnh này là bạn hết tiền đúng không? Đây là hình ảnh tiền và bạn đã gì nhỉ? Bị hết tiền hoặc là rơi mất tiền đúng không? Chúng ta sẽ được câu như nào? Okane ga naku nattara do shimasu ka? Nếu mà bạn gì nhỉ? Bị mất tiền hoặc là hết tiền thì bạn làm như thế nào? Thì câu của sensei sẽ là ginko kara dashimasu. À, tôi gì nhỉ? Rút tiền từ ngân hàng. Ginko kara đúng không? Dashimasu là tôi rút tiền từ ngân hàng. Rút tiền từ ngân hàng nhá. Nếu hết tiền thì bạn làm thế nào? Chưa? Ginko kara dashimasu, tôi rút tiền từ ngân hàng. Sang cái phần 2 là chúng ta vẫn là ve tara, nhưng nó lại là sau khi, nghĩa nó là sau khi đó. Ve tara và với 2 chúng ta sẽ là dịch là sau khi động từ chia về thể ta cộng với ra, nghĩa là sau khi. Cấu trúc này được biểu thị rằng khi một hành động, động tác, tình huống ở mệnh đề thể tara xảy ra thì mệnh đề chính phía sau sẽ xảy ra trong tương lai, được hoàn thành hoặc là đạt được, thì của mệnh đề chính luôn ở hiện tại. Đấy, thì của mệnh đề chính luôn ở hiện tại đúng không? Ima nani wo shite masu ka? Thì trả lời là Nihongo benkyou shite masu. Chưa? Rồi, Nihongo benkyou shite masu. Thế sensei sẽ được câu tiếp theo là benkyou ga owarimasu nani wo shimasu ka? Thì bạn lại hỏi tiếp là kết thúc học, cái việc học ấy thì làm gì đúng không? Thì cả cái câu này sensei sẽ cho nó thành câu giả dụ đây đúng không? Nếu mà kết thúc
cái động từ arimat này đúng không? Thì sensei sẽ chuyển thành watara benkyo ga o watara nani o shimasu ka. Nếu mà kết thúc thì bạn làm cái gì? Nếu mà chúng ta kết thúc cái buổi học hôm nay thì bạn làm gì đúng không? Thì bạn đi làm gì? Chúng ta sẽ có ví dụ đầu tiên là bạn bảo là gì nhỉ? Đi đá bóng này. Đó, đi đá bóng chưa? Thì đá bóng thì sẽ là gì nhỉ? Sakka wo shimasu đúng không? Hoặc là bạn đi gì đây? Đi bơi chưa? Đi bơi. Bơi là gì nhỉ? Oyogimasu chưa? Oyogimasu là bơi. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ nhiều hơn. Tara, động từ chia về thể ta cộng với ra sẽ là gì nhỉ? Đây là bạn này đi đâu đây nhỉ? Về nhà. Đây là chữ kanji của chữ uchi hoặc ie nhá, là nhà. Nhà. Thế sau khi chúng ta lại phải chuyển cái động từ là về nhà. Chữ về nhà đấy. Chữ về nó là kaerimasu, chúng ta lại phải chuyển cái động từ là gì? Thành vetara này, kaetara đúng không? Thì làm gì? Uchi ni kaetara nani o shimasu ka? Sau khi bạn về nhà thì bạn làm gì? Tùy các bạn, như bạn thì gì? Tôi đi tắm ngay này, hoặc tôi nghỉ ngơi này, tôi chơi game này, hoặc là tôi gì nhỉ, dọn dẹp này, tôi nấu cơm, đúng không? Thì câu của sensei sẽ là sau khi về nhà bạn làm gì? Tôi làm gì đây? Tôi viết báo cáo, reboto đúng không? Là tôi viết báo cáo. Thì sensei sẽ được câu là reboto o kakimasu, tôi viết báo cáo. Đó. Tôi viết báo cáo. Rồi tiếp theo chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Đây là đi Nhật đúng không? Chúng ta đi Nhật này, Nihon. Nihon e ikimasu đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại chuyển là sau khi bạn đến Nhật bạn làm gì đúng không? Nihon e kitara kimasu. Sang rồi mà. Nihon e kitara nani o shimasu ka? Nếu mà bạn sang đến Nhật rồi đúng không? Thì bạn làm cái gì? Sau khi đến Nhật rồi thì bạn làm cái gì? Bạn ấy đi ngắm hoa anh đào đúng không? Ngắm hoa anh đào thì chúng ta sẽ được câu là Ohanami o shini ikitai desu. Tôi muốn đi ngắm hoa anh đào đúng không? Ohanami là ngắm hoa. Shini Ohanami o shini ikitai desu. Tôi muốn đi ngắm hoa anh đào. Chưa? Tôi muốn đi ngắm hoa anh đào nha. Ok, chúng ta chuyển tiếp nào. Nani o shitara. Nani o shitara. Nhìn bạn này rất là phúc hậu to đúng không? Người rất là to cao, to béo. Thì chúng ta sẽ làm thế nào? Một cái hình bạn này là to béo, còn bạn này là gầy rồi đúng không? Thì nếu mà bạn giảm cân đi đúng không? Bạn là giảm cân đi thì là sẽ trở nên gì? Gầy và đẹp đúng không? Gầy này và đẹp. Thì chúng ta sẽ được câu như thế nào? Giảm cân là gì còn bạn nào nhớ không? Giảm cân là diet tộ đúng không? Diet tộ là giảm cân. Chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ được cái câu là nếu mà bạn giảm cân thì là người sẽ trở nên gì? Đẹp và gầy và đẹp đúng không? Diet tộ shitara. Diet tộ shitara hoso kute. Chúng ta nối nhá. Hoso kute kire ni narimasu. Chưa? Nếu mà bạn giảm cân, chưa? Bạn ăn kiêng thì sẽ trở nên gì? Gầy và đẹp. Đó là cách mà chúng ta ghép vào câu. Khi các bạn phải nhớ cái ghép của những cái bài cũ cho sensei nha. Nếu bạn giảm cân sẽ gầy và trở nên đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái hình gì đây? Shigoto ga chấm chấm nan nyo shimasu ka. Thế bây giờ chúng ta là gì? Nếu mà kết thúc công việc chẳng hạn đúng không? Thì bạn làm cái gì? Shigoto, đây là chữ shigoto nhá. Shigoto là công việc. Shigoto ga owattara nani o shimasu ka? Chưa? Bạn làm gì? Nếu kết thúc công việc bạn làm gì? Ta làm gì nào? Đi uống bia cùng với các bạn này. Đi uống bia cùng với bạn bè này. Thì chúng ta sẽ được câu là tomodachi to biru o nomimasu. Chưa? Chữ này là chữ nomimasu. Tomodachi to biru o nomimasu.
Tiếp chúng ta có câu điều kiện ngược sang phần 3. Câu điều kiện ngược. Chúng ta sẽ có cái ví dụ, có cái cấu trúc như sau. Các bạn nhìn vào đây cho sensei nha. Thì câu này sẽ là cho dù cũng. Cho dù cũng. Động từ chúng ta chia về thể T cộng với mố, đúng không? Động từ chia về thể T cộng với mố này. Tính từ đuôi y, bỏ id, thêm cử T cộng với mố, chuyển thêm cử T và cộng với mố này. Tính từ đuôi na, bỏ na, thêm đế cộng với mố. Và danh từ đế cộng với mố và thêm vế sau. Thì câu này sẽ là vế đằng trước sẽ là cho dù, đúng không? Cho dù cũng, cũng làm sao đó. Cho dù đẹp tôi cũng không gì lấy, cho dù nhiều tiền tôi cũng không yêu, cho dù gì nhỉ? Cho dù thời tiết đẹp tôi cũng không ra ngoài chơi, đúng không? Hoặc là cho dù mưa, mặc dù mưa, cho dù mưa tôi vẫn chơi bóng đá. Đó là gọi là câu điều kiện ngược. Cho dù thế nào như tôi vẫn cứ làm, cho dù không đồng ý tôi vẫn cứ gì chơi. Thì chúng ta sẽ trích dẫn là dùng trong tình huống hy vọng một việc gì đương nhiên sẽ xảy ra, trong một điều kiện cho trước nhưng lại không xảy ra, hoặc kết quả xảy ra trái ngược với những gì đã kỳ vọng. Đó. Thì để đi vào cái ví dụ cụ thể ấy, chúng ta sẽ hiểu cách dùng hơn nhá. Chị sensei sẽ có câu là Hansamu. Bạn này đẹp trai đúng không? Hansamu là đẹp trai. Đẹp trai và đây là có cái hình kết hôn. Kết hôn nhưng chúng ta lại gì gạch chéo đi, có nghĩa là không kết hôn. Thì với cái cấu trúc vừa xong đúng không? Thì sensei sẽ được câu là gì nhỉ? Cho dù làm sao nhỉ? Cho dù đẹp trai tôi cũng không kết hôn, đúng không? Thì sensei sẽ được câu là căn này với cái cấu trúc vừa xong chúng ta được học, đúng không? Tính từ đuôi na thì chúng ta sẽ bỏ na cộng với đế, thêm đế cộng với mố, đúng không? Thì sẽ là Hansamu để mố. Hansamu để mố kết hôn sita cử nai. Dù có đẹp trai, đúng không? Tôi cũng không muốn kết hôn. Đó, đấy là câu của sensei nha. Hansamu để mố kết hôn sita cử nai thì sự, đúng không? Hansamu sensei nhắc lại. Hansamu là tính từ đuôi na. Và ở cái mẫu cấu trúc này thì tính từ đuôi na chúng ta sẽ bỏ na thêm đế và cộng với mố sẽ là Hansamu để mố. Hansamu để mố kết hôn sita cử nai. Dù đẹp trai tôi cũng không muốn kết hôn nha. Chúng ta chuyển câu tiếp. Mố gì đây? Mố nhiều tiền, có tiền này, có một sọc tiền. Cái gì mố? Câu này lại có cái nhà nữa. Có nhà nhưng mà lại gạch chéo đi thì có nghĩa là gì? Dù có tiền, đúng không? Mố là dù có tiền tôi cũng không gì đây, không xây nhà, không mua nhà, đúng không? Sensei sẽ được câu là Okane ga atte mo, là dù có tiền đi chăng nữa, đúng không? Atarashi uchi o kaimasen. Atarashi uchi o kaimasen có nghĩa là dù có tiền tôi cũng gì không mua nhà mới. Arimas đúng không? Arimas chuyển về thể T sẽ là atte cộng với mo sẽ là atte mo. Chưa? Dù có tiền tôi cũng không mua nhà mới. Rồi tiếp theo. Làm cái gì? Đây là câu hỏi tiếp này. Thế và các bạn nhìn vào cái bức tranh này cho sensei, đúng không? Bạn này đang làm sao đây? Bạn này hỏi bạn này đúng không? Mưa rồi, trời đang mưa này. Thế mưa cũng chơi bóng đá à? Mưa vẫn đi bóng đá à? Bạn này bảo mưa đi bóng đá à? Bạn này bảo mưa tôi cũng đi, đúng không? Cái đầu đang ngóc đi thế này, đúng không? Mưa tôi chơi. Chưa? Mưa tôi chơi bóng đá. Thì sensei sẽ được câu là Amega phứt tề mố, đúng không? Dù có mưa đi chăng nữa, sắc cả vô si tai thì tôi vẫn muốn chơi gì? Bóng đá. Dù có mưa, bạn có muốn chơi bóng đá không? Có chứ, đây là câu hỏi đúng không? Dù có mưa, bạn có chơi bóng đá không? Thì bạn ấy trả lời là gì? Hay, sắc cả vô si tai thì vâng, tôi vẫn muốn chơi bóng đá. Vâng, tôi vẫn muốn chơi, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển câu.
Rồi chúng ta sẽ phần 4 đúng không? Moshi và Ikura. Moshi thì từ Moshi này nó sẽ đi với Tara đúng không? Thì nó có nghĩa là nếu. Ikura thì sẽ đi với tề mố hoặc là đề mố, cho dù thì chúng ta sẽ dịch là cho dù. Còn cái trên là nếu, nếu mà làm sao đó, nếu ở quãng giữa này này làm sao đó. Còn cho dù Ikura chấm chấm đi với tề mố hoặc là đề mố thì chúng ta sẽ dịch là cho dù, đúng không? Thì chúng ta nhìn vào cái bức tranh đầu tiên đúng không? Cho dù làm sao? Cho dù mưa bão đúng không? Bức tranh này là chúng ta, các bạn ấy đang ngồi uống rượu đúng không? Rồi ăn uống, hát hò ở dưới cái gốc cây, ở dưới cái cây hoa sakura, hoa anh đào đúng không? Cho dù mưa bão các bạn ấy vẫn ngồi ở đây. Thế bạn này hỏi là nê nê đúng không? Này này, nê nê là này này. Này hỏi nói với bạn này đúng không? Bạn này trên ngoắt đi, là không. Không, đúng không? Không làm sao? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như sau. Chúng ta sẽ nói câu hỏi như sau. Ikura ame ga futte mo oharami ni ikimasu, đúng không? Bạn này trả lời là gì nhỉ? Dù có mưa đúng không? Ikura là dù có mưa như thế nào đi chăng nữa. Dù có mưa chăng nữa đúng không? Tôi vẫn đi ngắm hoa. Tôi vẫn đi ngắm hoa nhé. Cho dù trời mưa đi nữa, tôi vẫn đi ngắm hoa anh đào. Đó. Đấy là cái câu của sensei phứt tề mố. Thì tùy vào khi nào là tề mố, khi nào là đề mố thì các bạn phải nhớ cho sensei khi nào là đề mố, khi nào là tề mố đúng không? Tề mố là đi với động từ đây đúng không? Đi với động từ này, chúng ta động từ chia về thể te này thì sẽ là tề mố. Hoặc là tính từ đuôi y, chúng ta bỏ y đi, thêm gì nhỉ? Tính từ đuôi y, còn tính từ khi nào là đề mố thì đề mố là nó đi với gì nhỉ? Danh từ và tính từ đuôi na. Danh từ và tính từ đuôi na thì nó là đề mố. Rồi thì tiếp lại đến cái câu này của hai bạn này đúng không? Bạn này lại hỏi nê nê. Bạn này vẫn quay ngoắt đi. Vẫn cứ không lắc đầu đúng không? Thế chúng ta sẽ được câu như thế nào? Ikura Amega Fut Temo Tenisuo Simat. Bạn này chắc là bạn này là muốn khuyên hoặc là bảo là thế mưa thế vẫn đi à đúng không? Nê nê là này này, mưa thế mà vẫn đi à? Bạn này Ikura Amega Fut Temo Tenisuo Simat, dù có mưa như thế nào chẳng nữa tôi cũng chơi gì? Chơi quần vợt đúng không? Cho dù mưa thế nào đi nữa tôi vẫn chơi quần vợt nha. Tiếp theo chúng ta sẽ sang là Moshi. Mẫu câu Moshi Tara. Moshi Tara làm gì? Chúng ta có cái hình tiền. Tiền làm sao? Moshi Tara ô tô. Một cái ô tô rất là đẹp đúng không? Moshi thì CC sẽ được câu là Moshi Okane ga takusan attara kuruma o kaitai desu. Thì câu này là nếu mà có tiền đúng không? Moshi Tara là nếu mà có nhiều tiền tôi muốn mua ô tô, được chưa? Tôi muốn mua cái ô tô này rất là đẹp, nên là điều mơ ước của tôi. Nếu có nhiều tiền tôi muốn mua ô tô. Tiếp sang chúng ta xem cái ví dụ tiếp theo. Bạn này nóng đúng không? Rất là nóng này. Nóng rồi, ngủ nóng. Chúng ta lại dịch với mẫu câu là Moshi Tara. Nếu làm sao đó, nếu nóng đúng không? Nếu nóng thì là Moshi, nóng là Atsui. Sẽ là được câu là nếu mà nóng thì bạn làm sao đây? Bạn đi bơi đúng không? Bạn bảo nếu mà nóng thì tôi đi bơi. Đây, chúng ta sẽ được câu Moshi Atsukattara. Atsukattara Atsui đúng không? Sẽ chuyển thành gì nhỉ? Atsu bỏ y đi sẽ là Atsukattara Kawade Oyogitai desu. Nếu mà nóng đúng không? Tôi muốn đi bơi ở Kawa là sông nhá. Tôi muốn đi bơi ở sông. Nếu trời nóng tôi sẽ đi bơi ở sông. Đó. Chúng ta tiếp sang cái câu hỏi tiếp theo. Wakarimasen. Cái gì mà wakarimasen? Ikura demo đúng không?
Dù có gì đây, câu hỏi này bạn đang ngồi suy ngẫm một cái hình người đang ngồi suy nghĩ đúng không? Ikura để mố là dù có gì. Trong bài 25 chúng ta có từ suy nghĩ là kangaemasu đúng không? Dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa tôi cũng không hiểu. Rồi thì sensei sẽ được câu là ikura kangaete mo đúng không? Kangaete mo wakarimasen. Dù cho dù suy nghĩ thế nào đi nữa tôi vẫn không hiểu. Chưa? Rồi chúng ta sẽ sang với danh từ gá. Phần 5 là danh từ gá. Ở mẫu câu này, trợ từ gá để biểu thị chủ ngữ. À, ở cái mẫu câu này thì cái danh từ mà đứng trước gá này là chúng ta để biểu thị, đứng trước gá này là biểu thị chủ ngữ. Chủ ngữ làm sao? Ví dụ các bạn nhìn vào cái câu của sensei. Kiyo wa sensei ga kona ku natara yasumi desu. Thì đứng trước chủ ngữ là ai đây? Là sensei đúng không? Là cô giáo. Thì là cô giáo là chủ ngữ. Cô giáo làm sao? Kona ku natara. À, kona ku natara cái gì? Kona là gì? Kunai đúng không? Kunai là không đến. Thì ví dụ cả cái câu này có nghĩa là hôm nay nếu mà cô giáo không đến đúng không? Thì là nghỉ. Yasumimasu là nghỉ. Chưa? Sensei ga kona ku natara yasumimasu. Thì đây là cái danh từ sensei, là danh từ đứng trước gá đúng không? Đứng trước gá. Thì cái mẫu câu này nó biểu thị rằng hôm nay cô giáo mà không đến thì là chúng ta nghỉ. Đấy là cách dùng của trợ từ gá. Hôm nay nếu cô giáo không đến thì chúng ta nghỉ. Tiếp câu tiếp theo này. Kanozo ga kuni e kaeru mai ni oyasumi a omiyage o kaimashita. Omiyage o kaimashita đúng không? Kanojo là cô ấy, bạn gái đúng không? Cô ấy làm chủ ngữ này, đứng trước gá đúng không? Thì câu này sẽ là gì nhỉ? Cô ấy này trước khi về nước cự ni e kaeru mai ni mà. Trước khi về nước thì cô ấy đã mua gì nhỉ? Mua quà rồi, đúng không? Trước khi cô ấy về nước cô đã mua quà. Đó. Thì các bạn nhớ là cứ danh từ để biểu thị cái chủ ngữ thì là danh từ sẽ đứng trước gá. Chưa? Đây là hai cái ví dụ mà sensei lấy để mô để cho các bạn dễ hiểu. À, thế đâu, bài hôm nay chúng ta cái ví dụ đó là ví dụ cuối cùng rồi, đến đây là kết thúc. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe cái bài giảng của sensei. Chúc các bạn học tập thật là vui và hiệu quả. Và hẹn gặp lại các bạn đến cái video tiếp theo nha. Dạ ba tạ. Video tiếp theo. Arigato gozaimashita.